đông vậy. Chào chào tụi em. Cố lên nha. 2 3. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn chào bạn. Mình tên là Huỳnh Nguyên Ngọc Thanh Thanh, học lớp 8A18. Mình tên là Nguyễn Trân Nhanh, học lớp 7A1. Mình tên là Lê Thuận Hương, lớp 9A6. Tụi mình đến từ trường trung học cơ sở Hồng Bang. Hôm nay anh em tụi mình đến đây để thành lập biệt đội kén ăn. Biệt đội kén ăn hả? Mẹ ơi, cái món ăn mẹ làm rất là ngon và rất là bổ dưỡng. Mà mỗi khi mà mẹ làm được một món gì đó thì mẹ lại cho con với ba ăn cả ngày, cả tuần, cả tháng hoặc là thậm chí cả năm. Con ám ảnh nhất là cái món hoàng thánh mẹ làm. Mẹ làm cho con ăn từ hè năm lớp 5 lên năm lớp 6. Rồi có khi vô năm là mẹ cũng làm cho con ăn để ăn sáng luôn. Tại sao mẹ lại cứ làm có một món mẹ làm hoài vậy? Mẹ xin lỗi con nha. Công việc của mẹ rồi nhiều khi mẹ phải đi chợ sẵn những cái thứ đó. Rồi bữa sau rồi mẹ lại làm lại những món như vậy. Con rất là cảm ơn mẹ những món ăn mà mẹ làm. Nó trang chứa vị ngọt, tình cảm mà mẹ dành cho con. Nhưng mà con cũng muốn nói với mẹ là mẹ đừng có nấu một món mẹ nấu hoài như vậy vì con cảm thấy rất ngán và sợ. Mẹ hứa với con nha. Mẹ sẽ rút kinh nghiệm và sẽ nấu những món ăn mà con với ba thích. Bà nội ơi! Bà nội ơi! Gia đình mình món kẻ mặn là món đặc trưng luôn. Ông nội cũng thích ăn kẻ mặn nữa. Mỗi lần bà nấu món kẻ mặn này thì sáng ăn kẻ mặn, trưa ăn kẻ mặn, tối ăn kẻ mặn. Con ổng ăn hết là nó ám ảnh con tới ngày hôm sau luôn nha. Sở dĩ mà bà nghĩ con thích ăn kẻ mặn như vậy á là tại vì hồi đó có một thời gian mấy bạn nói con là nhạt, thiếu muối. Thiếu muối. Hay quá bạn, hay quá. Cho nên là con cố gắng ăn thật là nhiều luôn để con nghĩ là nó sẽ thay đổi, mà nó không thay đổi gì hết. Nó làm con ghét món này quá trời. Giờ đậm lên một tí rồi đó. Vẫn nhạt. Thì bây giờ bà cũng không biết nói gì để nói. Bà xin lỗi Thuận hơn. Con biết là bà nấu những món ăn rất là mệt mỏi, nhưng mà con mong là thể có món kẻ mặn này thì bà có thể nấu một món nào nhỏ nhỏ cho con ăn với nha bà. Bà nội cũng góp ý kiến. Bà nội không phải làm món đó nữa. Bà nội thì sẽ làm món khác cho con ăn, để cho con vui và con học được cao khỏe mạnh nữa. Cảm ơn bà. Hưng cải mặn rồi, bây giờ đã đỡ nhạt hơn chưa tụi em? Hưng cải mặn. Hưng cải mặn. Ba ơi, con chỉ muốn hỏi ba một điều thôi. Tại sao ba ép con ăn giá hoài vậy? Con biết là gia đình mình có truyền thống ăn giá. Từ gia đình nội ngoại, họ hàng, con cháu, bạn bè, ông chú bác, người nào cũng ăn giá được, ngoại trừ mình con. Cứ mỗi lần đi ăn tiệc, nếu mà nhà ngoại nấu giá, ba cứ ép con ăn. Ba nói là con phải tuân theo truyền thống gia đình. Nhưng ba ơi, con thật sự cực kỳ ghét món giá. Cực kỳ ghét món giá. Mỗi lần mà con nhìn thấy món giá, hoặc là chỉ cần hửi thôi, con cũng muốn xỉu rồi. Tại sao ba cứ ép con ăn giá hoài vậy? Ba xin lỗi. Vì con á, thì con có tham gia trong ca đoàn. Con hát từ năm 7 tuổi rồi. Mà cái giá
mỗi lần con ăn vô á thì nó sẽ làm cho thanh giọng mình, mình hát cái giọng nó thanh, nó đỡ ồ ồ như vịt đực hơn. Với lại giá nó là một cái chất xơ con ăn á, cơ thể con đó 60kg rồi mà con ăn nhiều chất đạm á thì mai mốt con sẽ lăn là còn nhanh hơn đi nữa. Do đó không phải là món giá không, mà bất kỳ các món có chất xơ là ba đều ép con ăn hết. Con thông cảm cho ba nha. Dạ. Thật ra thì hôm nay tụi con muốn nói là tụi con chỉ muốn ăn những món tụi con thích. Ồ.